Tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, có hàng chục trụ sở công sản rơi vào tình cảnh bỏ hoang, khiến người dân địa phương không ngần ngại gọi là trụ sở ma. Những trụ sở công sản này chung một đặc điểm, tọa lạc ở những vị trí đắc địa, thậm chí được xem là đất vàng, nhưng đã không được sử dụng trong một thời gian dài và tương lai của chúng vẫn là một ẩn số. Những trụ sở ma ngày tạo nên hình ảnh đáng chú ý và biểu hiện của tình trạng lãng phí, đặc biệt là khi tại địa phương này có một số cơ quan và đơn vị đang gặp khó khăn về không gian làm việc do thiếu kinh phí xây dựng. Trong số các tòa nhà bỏ hoang nổi bật ở Quảng Trị, có tòa nhà trụ sở cũ của Tòa án Nhân dân TP, Đông Hà, nằm tại ngã tư đường Điện Biên Phủ và đường Hùng Vương nối dài, và trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo, nằm trên đường Tạ Quang Bửu. Tình trạng hiện tại của những công trình này rất hoang tàn. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, tòa nhà cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo từng được sử dụng tạm thời làm nơi cách ly. Tòa nhà cũ của Tòa án Nhân dân TP, Đông Hà kể từ khi cơ quan này chuyển đến một vị trí mới vào năm 2015 thì đã không ai sử dụng nữa. Tại huyện Triệu Phong, xung quanh khu vực thị trấn Ái Tử có nhiều tòa nhà công sản cũ bỏ hoang. Dọc theo quốc lộ 1, trụ sở cũ của kho bạc nhà nước huyện trở nên cực kỳ ốm yếu, giống như một cái răng sắp rụng với cổng rỉ sét và những mảng tường màu đen sậm. Trên đường Nguyễn Hoàng, có hai công trình liền kề, bao gồm nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện và nhà thiếu nhi huyện cũ cũng đang ngày càng xuống cấp. Trên đoạn đường quốc lộ 1 và trong khu vực Hát, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhiều trụ sở cũ bỏ hoang đọng những hình ảnh đáng lo ngại. Các trụ sở này từng thuộc về các cơ quan như công an huyện, nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện, phòng nội vụ, phòng lao động thương binh và xã hội, Tòa án Nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đặc điểm chung của những công trình này là tích tụ tại những vị trí đắc địa, thậm chí được xem là đất vàng, nhưng hiện đã bỏ hoang trong một thời gian dài. Nhìn vào những ngôi trụ sở cũ kỹ này, người ta thấy xung quanh đầy cỏ mọc um tùm, sắt thép han rỉ, tường rêu mốc và gỗ mối mọt. Điều này tạo nên tình trạng lãng phí tài sản công và mất mỹ quan đô thị. Các trụ sở cũ này tọa lạc tại vị trí trung tâm, nằm ngay mặt tiền của quận huyện. Sự bỏ hoang này không chỉ tạo ra hình ảnh kinh khiếp cho vùng đất mà còn gây ra sự phân vân về sự đổi mới và phát triển của huyện. Các người dân địa phương cảm thấy rất chua xót khi nhìn thấy những công trình trống vắng này và tự hỏi về tương lai của huyện. Các trụ sở này ban đầu phục vụ cho mục đích của cơ quan, đơn vị nhưng sau đó đã chuyển đến địa điểm mới, để lại những công trình cũ không sử dụng. Dưới tác động của thời tiết và thiếu sự quan tâm, những công trình này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm để tránh tai nạn do rơi vỡ của tường, mái hiên hoặc bất cứ tác động nào từ thiên nhiên. Tình trạng lãng phí tài sản công và mất mỹ quan đô thị trở thành một vấn đề đáng lo ngại tại Quảng Trị. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Hát, Vĩnh Linh, địa phương này đang quản lý 376 cơ sở nhà đất, rất nhiều trong số đó được xây dựng từ 25 đến 30 năm trước. Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hát, Vĩnh Linh, cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã trình đề án xử lý cơ sở nhà đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản công, nhất là các cơ sở nhà đất, tránh tình trạng sử dụng không đúng mục đích gây thất thoát, lãng phí. Nguồn kinh phí thu được sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong khi đó, ông Phan Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hát, Gio Linh, cho biết địa phương sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp tất cả những trụ sở thuộc quản lý của ngành dọc như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đề nghị các bộ, liên bộ có hướng giải quyết. Ông Hòa cho rằng đừng để tình trạng này tiếp tục kéo dài, để địa phương có quỹ đất đầu tư xây dựng các trụ sở đang có nhu cầu cấp thiết. Theo thống kê của Sở Tài chính Quảng Trị, hiện tỉnh Quảng Trị có khoảng 2.300 cơ sở nhà, đất công sản. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý gần 1.870 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các huyện, thị xã, thành phố, chiếm hơn 81% trên tổng số cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị, cho biết 430 nhà đất công sản đã được sở rà soát xong phương án và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, hết năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải ban hành cho được quyết định phê duyệt toàn bộ 430 trụ sở nhà đất này. Tiếp nữa, theo nghị quyết 74/2022 của Quốc hội, đến trước năm 2025 phải xử lý xong toàn bộ phương án phê duyệt, tức là có bán, có điều chuyển số nhà đất công sản này, ông Phương nói.